Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật những thông tin thời tiết từ biên tập viên Hạnh Quyên. Chị Hạnh Quyên ơi, hôm nay là ngày thứ hai nghỉ lễ rồi, không biết là thời tiết ở các khu vực thì như thế nào, có chỗ nào mưa gió hay không ạ? Dạ vâng chị Thụy Vân ạ. Hôm nay ngày nghỉ lễ thì khu vực Bắc Bộ thì có mưa nhỏ một chút, còn lại thì các khu vực khác trên cả nước trời vẫn tạnh ráo ạ. Trong đó thì Nam Bộ sẽ là khu vực mà nắng nhiều và nóng nhất cả nước. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 5 tiếng có nắng, lúc này thì người dân đã cảm nhận được rõ cái nóng. Nhiệt độ thực đo đã vào khoảng là 33 độ. Quạt cầm tay, ô mũ hay chai nước đều là những vật dụng rất cần thiết nếu quý vị tham dự các hoạt động ở ngoài trời như là Festival Hoa Lan thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai. Đây là sự kiện đang được tổ chức tại Công viên Văn hóa Tao Đàn với chủ đề là đậm đà hương sắc. Festival Hoa Lan sẽ kéo dài đến hết kỳ nghỉ lễ với nhiều hoạt động như tổ chức trưng bày triển lãm hoa lan thành tiểu cảnh, hội thi hoa lan hay hội thảo về hoa lan. Dạo chơi chụp ảnh hay ngắm hoa về chiều nay, quý vị lưu ý là trời sẽ khá nóng, nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất ở mức là 34 độ. Sau 4 giờ chiều thì mưa dông có thể xuất hiện, giúp bầu không khí dịu hẳn xuống, thế nhưng rất dễ đi kèm với các hiện tượng gió giật và sấm sét nguy hiểm. Đến tối và đêm thì mưa sẽ dứt, tức là thời điểm bắn pháo hoa, thời tiết khá đẹp, dịu mát, nhiệt độ giảm xuống còn ở mức là 29 độ. Trở ra miền Bắc, thủ đô Hà Nội dự báo trưa và chiều nay thì trời chủ yếu nhiều mây, không khí thì vẫn se se lạnh với nhiệt độ cao nhất không quá 26 độ. Và vừa rồi cũng đã là những thông tin thời tiết cập nhật.